Chào các bạn, hôm nay mang tới cho các bạn một bộ phim hành động tội phạm kịch tính của Hàn Quốc. Bộ phim có tên Biệt đội bất hảo. Người đàn ông đang chăm chú ngồi trước máy may này là ông trùm trại giam tên là Park Win Cheol. Anh Park đang đeo một chiếc găng tay hồng để may một chiếc khăn tay. Tội danh của anh là cố ý gây thương tích, thời gian ngồi tù 28 năm. Lúc anh Park đang may vá say sưa thì đột nhiên có người hét lớn. Anh giật mình run tay khiến chiếc khăn tay bị hỏng. Vốn là một người vô cùng ngông nghênh và nổi danh trong giang hồ. Chỉ cần anh ta xuất hiện, tất cả các phạm nhân khác đều phải cúi đầu chào anh. Anh Park tức rồi, không biết tên to gan nào dám phá hỏng nhã hứng của anh. Hóa ra ở chỗ nhà xe đang đánh nhau, giám mục chỉ đứng nhìn không dám can ngăn. Một phạm nhân mới tên Lee Jung Moon đang đánh nhau với phạm nhân cũ. Các đàn em thấy đại ca đến nên lần lượt nuôi ra hai bên. Lee nhìn thấy Park thì tiến đến động thủ, nhưng bị anh Park tóm cổ thật mạnh giống như bắt con gà con rồi ấn vào tường. Anh Park dùng một tay nhấc đối phương lên, Lee giãy dụa một lát rồi ngất xỉu. Anh Park ném Lee sang một bên, lúc này đột nhiên anh nhớ ra. Chết rồi, hắn làm bẩn găng tay hồng của mình rồi, đây là quà mà đại ca tặng. Mọi chuyện kết thúc, cai ngục trưởng đến tìm anh Park, nói với anh một chuyện hệ trọng. Hóa ra đại ca của anh Park đã bị sát hại. Đại ca của Park là ông trùm phái Đông Phương, thi thể còn bị moi tim và nội tạng. Anh Park tức đến mức ném tờ báo xuống bàn. Cai ngục trưởng biết tâm trạng anh Park không vui, nên cho anh tại ngoại 2 ngày thắp hương cho đại ca. Mấy tháng trước đại ca còn mới đến thăm Park, biết Park học may vá trong trại giam, đại ca còn tặng anh chiếc găng tay hồng gia truyền, bảo anh Park giữ gìn găng tay cẩn thận. Anh Park đặt chiếc găng tay lên trước bài vị của đại ca, quyết định sẽ báo thù cho anh. Ở bên kia, nhà giam đã xảy ra chuyện, một chiếc xe buýt chở đầy tù nhân đang trên đường di chuyển thì đột nhiên hết xăng. Nữ phạm nhân Mi Giang xuống xe đi vệ sinh, cơ thể nóng bỏng, đôi chân thon dài khiến các phạm nhân khác mê mệt. Các tù nhân thi nhau hò hét ầm lên, nhưng Mi Giang giơ ngón giữa lên tỏ vẻ không quan tâm. Xe tù nhân tiếp tục lên đường, đột nhiên một chiếc xe hàng đâm qua giải phân cách, khiến xe chở Mi Giang phải đánh lái gấp. Nhưng chiếc xe phía sau lại không may mắn như vậy, hai xe đâm thẳng vào nhau. Chiếc xe buýt chở phạm nhân cũng vội đánh lái tránh ra, nhưng xe tải dường như cố ý đâm vào xe buýt nên họ không tránh được. Xe hàng đâm vào bên cạnh xe buýt khiến xe buýt chớp mắt bị lật nhào và trượt dài 20 mét. Xe cảnh sát đi cuối cùng cũng không thoát khỏi móng vuốt tử thần. Xe tải đâm vào đuôi xe cảnh sát khiến xe cảnh sát bị lật và gây ra vụ nổ lớn. Lúc này các phạm nhân trong xe buýt bắt đầu vượt ngục, bọn họ đập vỡ cửa kính và chạy ra ngoài. Lúc này lại có một chiếc xe Land Rover đuổi đến, trên xe có một đám người áo đen bước xuống, họ đi về hướng tù nhân. Mục đích không phải cứu họ, mà để giết một tên nam tù nhân. Trong xe cũng có phạm nhân Lee lần trước bị anh Park đánh ngất, hắn ta đánh nhau với người áo đen, tên tù nhân kia cơ hội chạy trốn. Lee xuống xe cầm bộ đàm lên gọi cứu viện, người áo đen cầm dao đến chém nhưng bị một nữ cảnh sát ngăn lại. Nhưng sau vài hiệp đấu, nữ cảnh sát đã bị thương và nằm gục ra đường. Lee đối phó với tên áo đen, hai người đánh nhau tay không, Lee đánh bay con dao trên tay người áo đen. Vừa nhìn thấy hình xăm trên cổ hắn thì Lee bị đẩy sang bên, sau đó bị chiếc Land Rover đâm bắn ra xa rồi ngất đi. Ở bên kia, anh Park vì muốn báo thù cho đại ca nên đã đến tìm chiến hữu năm xưa. Anh Park từng gia nhập vào một tổ chức tên là đội điều tra đặc biệt. Thành viên đều là những phạm nhân đang thi hành án tù, họ chuyên đối phó với những người chính phủ không thể xử lý. Tổ chức của họ làm việc trước giờ rất dứt khoát. Vụ án cảnh sát một năm vẫn không xử lý xong, thì họ chỉ cần 3 tuần là gọn gàng, vận dụng cực hình để bức cung cũng được. Chỉ cần tội phạm vẫn còn thở thì cảnh sát cũng không đả động đến họ. Đội điều tra tìm kiếm tội phạm này do 4 người hợp thành. Người đầu tiên là anh Park, anh vặn cổ người ta như vặn cổ gà vậy. Người thứ hai là Ovotech, thích dùng súng chinh phục thế giới. Người thứ ba là nữ cảnh sát bị tên áo đen đâm bị thương trong vụ tai nạn. Người thứ tư như một cỗ máy giết người, võ công anh lợi hại vô cùng. Do thủ đoạn của họ quá tàn độc nên cuối cùng bị chính phủ cấp cao giải tán. Anh Park và Ovotech đến bệnh viện thăm nữ cảnh sát lúc này chỉ còn thoi thóp. Đoán rằng vụ này có lẽ do bọn xã hội đen gây ra, giám mục bị giết, phạm nhân chạy trốn. Xảy ra vụ án lớn như vậy, cục trưởng cảnh sát muốn Ovotech dẫn đầu, thành lập lại đội điều tra đặc biệt, không tiếc bất cứ giá nào để phá vụ án này. Trong những phạm nhân chạy thoát có 4 tên bắt buộc phải bắt giữ. Một là Mi Giang, cô ta là một kẻ lừa đảo xảo quyệt. Hai là Kim Chang Min, hắn là kẻ tội ác tày đình. Ba là tên đeo kính, là một gã sát nhân liên hoàn biến thái. Bốn chính là kẻ cầm đầu phái trung bộ. Do thiếu thành viên nên Ovotech quyết định cho Lee nhập bọn. Anh ta vốn dĩ là một cảnh sát, nhưng trong một cuộc truy bắt tội phạm thì bệnh tim của tên cướp tái phát và đột tử nên tội lỗi bị đổ lên đầu anh, cho nên Lee bị cách chức rồi bị đưa vào trại giam. Ovotech nói với Lee, giải quyết xong vụ án này có thể được giảm 5 năm tù. Nghe vậy đối phương đồng ý ngay. Bên phía anh Park, anh đi thăm chiến hữu năm xưa của mình. Nhưng giờ anh ta đã rửa tay gác kiếm, trở thành tín đồ của đạo Kitô. Không còn cách nào khác, anh Park đành một mình đến địa bàn của bọn xã hội đen để thăm dò tin tức. Anh quấn cà vạt lên tay, biến thành một siêu nhân thiện chiến, đánh bọn Tech Zil chỉ cần một tay. Mấy tên lì đòn thì anh đánh hai quyền. Tên cuối cùng vẫn còn muốn phản kháng thì bị anh Park ấn lên kính. Hắn ta bắt đầu nghiến răng nghiến lợi khai nhận tội lỗi. Anh Park điều tra được vụ này có liên quan đến kẻ cầm đầu phái trung bộ. Ba người tập hợp ở nhà kho, anh Park tuy từng đánh nhau với Lee, nhưng họ không thù không oán nên cùng nhau hợp tác để được ân xá. Họ quyết định trước tiên cần bắt phạm nhân lừa đảo số 1 Mi Giang. Anh Park nhớ ra mình từng có một tiểu đệ, chắc chắn hắn quen biết với Mi Giang, thế là đi tìm tiểu đệ. Kết quả tiểu đệ đang thu phí bảo kê,
hắn ta mạo danh mình là anh Park để lừa chủ quán, nói mình chính là anh Park một ngày dẹp sạch một quận. Anh Park ngồi ăn cơm gần đó nghe rõ mồn một, anh ta đứng dậy khiến tiểu đệ suýt nữa đái ra quần. Tên đi cùng còn định gây sự nhưng nhanh chóng bị tiểu đệ ngăn lại. Mày không muốn sống nữa à? Nhưng tên kia vẫn muốn ngông nghênh nên bị anh Park bóc ngã bằng một tay. Tiểu đệ đứng đó thấy không ổn nên co giò bỏ chạy. Hắn chạy nhanh ra vườn sau, đóng cửa lại, một cái khóa, hai cái khóa, ba cái khóa, bốn cái khóa, rồi chặn hết lối ra vào. Mấy thứ này có tác dụng với anh Park sao? Anh Park giỡn luôn cửa ra, tiểu đệ còn định chống cự nhưng bị anh Park đánh ngất tại chỗ. Lúc này Ogutech và Lee đến tìm anh Park, có phải lại đánh người rồi không? Anh Park lôi tiểu đệ vào góc tường, giả vờ đang bắt tay với hắn, ai mà ngờ hộp giấy bị đổ, lộ hết rồi. Tiểu đệ tỉnh lại và quyết định giúp đỡ họ. Anh ta đang làm hộ chiếu cho Mi-Zhang và hai người hẹn gặp nhau ở chợ, thân thủ của Mi-Zhang cũng không tồi, nhanh chóng chạy trốn. Cô ta còn biểu diễn cả tiết mục trượt băng, nhưng đối diện với ba tên đàn ông bạo lực nên vẫn phải giơ tay chịu trói. Sau khi bị bắt, Mi-Zhang muốn lập công chuộc tội để giảm án 5 năm, nên cũng tham gia đội điều tra đặc biệt. Nhưng trên đôi chân dài của cô ta phải đeo máy theo dõi. Cô ta nói rằng mình quen biết tên số 2 Kim Chang-min. Hắn ta vô cùng giảo hoạt, khắp nơi đều có mấy người tình che giấu cho hắn. IQ của Mi-Zhang quả nhiên cao, dựa theo lộ trình ăn cắp của Kim Chang-min tìm được nhân tình đang che giấu hắn. Kim Chang-min thấy có người bắt mình thì quay đầu bỏ chạy. Ôi mẹ ơi, tên này từng học Park Ao ư, nhà cao tầng đến mấy hắn vẫn xem như chạy trên đất. Chạy được khoảng nửa cây số, kết quả bị anh Park chặn lại, anh đẩy ngã thùng sắt lớn về phía hắn. Kim Chang-min bắt người tình làm con tin. Thấy hắn vẫn muốn phản kháng nên Park tiến đến cho một chưởng bay vài cái răng. Nhưng vừa mới bắt được Kim Chang-min thì cảnh sát đột ngột xông đến đưa hắn ta đi. Lúc này Ogutech đột nhiên ngã ra đất, hóa ra ông ta mắc ung thư gan. Lee và Mi-Zhang xông vào đồn cảnh sát để ép cung Kim Chang-min, bắt hắn khai vị trí của kẻ giết người liên hoàn số 3 và trùng phái trung bộ số 4. Lúc này kẻ giết người số 3 đang nói chuyện với cảnh sát tuần tra trên phố. Đột nhiên hắn lấy ra công cụ đập vào người cảnh sát, có thể nói đi đến đâu người chết đến đó. Hai cảnh sát tuần tra chết ngay tại chỗ. Kẻ giết người đến quán karaoke tìm thú vui, rồi lại giết chủ quán và bắt được một nhân viên. Sau một hồi ẩu đả, hắn đổ rượu lên người nhân viên, ép cô ta phải hát cho mình nghe. Mi-Zhang chạy đến đó trước, nghe thấy tiếng kêu thất thanh trong phòng nhưng không cậy cửa ra được. Cô ấy vội gọi Park cứu viện, anh Park cũng nhanh chóng cầm búa chạy đến. Mặc kệ cánh cửa được làm bằng gỗ gì, chỉ một nhát búa cũng khiến nó nát một nửa. Anh Park xông thẳng vào bên trong, dùng một chưởng đánh ngã tên giết người. Anh Park biết tên giết người liên hoàn này tội không thể tha. Từ đứa trẻ 5-6 tuổi, đến ông già 70-80 tuổi đều bị hắn ta giết hại dã man, tổng cộng lấy đi 18 mạng người. Anh Park bê hắn ta lên cao, dùng hết sức bình sinh bẻ gãy chỗ hiểm của hắn. Sau một tiếng cộp, lưng hắn đã bị gãy làm đôi, từ nay về sau chỉ có thể nằm liệt giường. Hắn ta đau đớn vật ra đất, lần này thì ngoan ngoãn rồi. Cuối cùng là phải bắt được ông trùm phái trung bộ. Hắn ta đội mũ nhưng bị Lee nhận ra. Cả hai đuổi bắt suốt một quãng dài. Sức chiến đấu của ông trùm phái trung bộ không mạnh, nên bị Lee vồ một cái rơi xuống lầu. Lúc này họ đã bắt được cả bốn người, nhiệm vụ đã hoàn thành. Anh Park ép cung ông trùm phái trung bộ ai đã giết đại ca của mình. Ông ta nói rằng kẻ đứng sau thật sự chính là bang phái Jazuka của Nhật Bản. Thông qua mua bán chất cấm và nội tạng người nên bang Jazuka kiếm được rất nhiều tiền. Bọn chúng mua chuộc quan chức chính phủ, xâm chiếm địa bàn của xã hội đen, thế lực càng ngày càng lớn. Ông trùm giao cuốn sổ ra, bên trong ghi chép tất cả chi tiết có liên quan đến bang Jazuka. Lúc này cục trưởng cảnh sát có mặt bắt hết bốn người đội Park lại. Hóa ra ông ta là kẻ xấu, đã bị băng đảng Jazuka mua chuộc. Cục trưởng bắt ông trùm phái trung bộ đi, lấy cuốn sổ, trói bọn họ trên cột định thiêu sống. Nhưng vài sợi dây thường mỏng manh làm sao có thể trói được anh Park chứ? Anh Park dùng sức mạnh hai bắp tay khiến dây thừng đứt đôi, sau đó xông lên đâm thủng tường. Tuy có chút đau đớn nhưng vẫn thoát ra được. Lee ngất ra đất, anh Park vội hô hấp nhân tạo cho anh ta, đang định hô hấp cho Mi-Zhang nhưng cô ấy không phối hợp và tự tỉnh lại. Lúc này Ogutech cũng đã xuất viện, cuối cùng họ quyết định quyết đấu một trận. Bốn người phi đến băng nhóm Jazuka, sợ sức chiến đấu không đủ nên anh Park lại gọi một tên đàn em làm shipper đến. Anh shipper có biệt danh là chân quỷ bởi chân hắn rất linh hoạt, anh ta hạ gục những tên gác cổng giúp xe của bọn Park thuận lợi tiến vào. Năm người đi vào, nhưng bị xã hội đen chặn lại, đại chiến bắt đầu. Ogutech và Lee đi lên tầng 3, còn anh Park, Mi-Zhang và anh shipper đánh tầng 1. Anh shipper dùng chân mở đường, anh Park chi viện ở giữa đường, còn Mi-Zhang dùng gậy yểm trợ phía cuối. Anh Park vẫn như trước kia, một cú đập ngã một tên, nhanh gọn dứt khoát. Thấy đám người tầng 1 quá yếu nên anh Park để hai người kia xử, còn mình lên tầng 2. Chớp mắt bị 30 tên đàn em bao vây lại. Người đông mới kích thích, anh Park xông vào đám đông như hổ dữ, một quyền khiến chúng bay 3-4 mét. Anh bắt lấy chân của kẻ địch, ném hắn vào khung cửa sổ, rồi lại đánh ngã hết tên này đến tên khác. Sau một hồi, cứ thế hơn 30 người đều bị nếm đòn đau, tên còn lại thì run cầm cập đứng đó. Lúc này tên boss của bang Jazuka đã đeo khớp tay đồng lên, xử lý xong tên trùm phái trung bộ, khiến cơ thể ông ấy bị thương nặng. Cục trưởng đã giao quyển sổ cho tên boss, ông ta cũng đã mất giá trị lợi dụng nên bị ép uống thuốc độc, mọi chuyện đều bị đổ lên đầu cục trưởng. Ogutech và Lee cũng gặp kẻ địch trên tầng 3, hai bên đánh nhau cũng rất máu lửa, nhưng Ogutech không đánh lại được sát thủ của tên boss. Lee quyết định khiêu chiến với sát thủ, nhưng anh ta quá non nên bị đập cho tơi tả. Lúc sắp toang, anh ta phát hiện sau cửa chính là một sân thượng không có lan can.
sát thủ tấn công, nhưng anh ấy đã tóm được hắn rồi ném xuống dưới khiến sát thủ thịt nát xương tan. Tên boss đang chuẩn bị lên sân thượng trốn thoát bằng trực thăng, nhưng anh Park xông lên phá hỏng cửa. Băng nhóm Zazuka bắt đầu dùng dao, 5 người không do dự xông lên đánh lại. Ôi mẹ ơi, khí thế của kẻ địch rất hung tàn, nhưng không thể cản Park đấm mỗi tên một chưởng. Ở các mặt trận khác, 4 người còn lại đã tiêu diệt được hết đối thủ. Lúc này tên boss đeo ống tay đồng lên khiêu chiến với anh Park. Ống tay đồng này mà đấm vào ai thì lại ối rơi ôi. Đấm vào tường thì vỡ tường, đấm xuống nền thì nát nền. Anh Park liên tiếp dính đòn, tình hình khá là bất lợi. Một quyền đánh thẳng vào ngực khiến anh Park bò ra ngay tại chỗ. Lại một quyền vung đến nhưng anh Park bắt được nắm đấm của tên boss. Anh Park dùng lực khiến cổ tay của tên boss bị gãy rời. Tiếp đó một chưởng đấm vào mặt tên boss khiến hắn điên tiết. Hắn tiến đến cho anh Park một chưởng nhưng bị anh đỡ được. Anh Park cũng bẻ gãy luôn bàn tay đeo ống đồng của tên boss. Anh Park đấm cú đấm quyết định, tên boss bay xa hơn 5 mét chết tươi, trận chiến kết thúc. Lúc này cảnh sát cũng đến nơi, vô cùng hồi hộp mở cửa lớn ra. Trên mặt đất toàn là thi thể của xã hội đen, 4 người nghênh ngang ngang bước ra, chỉ dựa vào 5 người là có thể xử đẹp bọn xã hội đen. Anh shipper kia sớm đã đánh xong và rút lui rồi. Cảnh cuối bộ phim, cả 4 bọn họ đều được giảm án 5 năm, Ogutech quyết định làm phẫu thuật thay gan. Ông ấy cầm sổ tay, muốn tiếp tục hành trình trừ gian diệt ác. Anh Park thì lại đeo chiếc găng tay hồng lên chuẩn bị quay về trại, nhưng lúc này lại có nhiệm vụ mới. Anh Park từ từ tháo găng tay, một trận đại chiến lại sắp nổ ra. Bộ phim đến đây là kết thúc. Trong 4 thành viên của biệt đội bất hảo, các bạn thích nhân vật nào nhất? Hãy cho bọn mình biết ở dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!